Hello, xin chào anh em. Hôm nay mấy bữa vừa rồi mình làm bồn đã xong. Đây. Đây là cây sầu riêng Musangking anh em nhé. 2 năm tuổi. Do thiếu điều kiện chăm sóc cho nên là em nó không được mướt. Đó, mình đã làm xong cái bồn sầu riêng. Và đây là bồn cà. Cà này cũng 2 năm tuổi đây. Nhưng mà do vì không được chăm sóc đầy đủ cho nên là em nó không được mướt. Và đây. Em ha. Đây là cây gòn mình sắp mà chặt bỏ. Hồi trước dự tính là ăn ba. Nhưng giờ thấy sầu riêng với cà nó có vẻ như áp giáp sát sát rồi nên là thôi bỏ ăn hai thôi. Đây nha, cây 2 năm tuổi thì cái quy cách mình làm bồn á là mình sẽ dựa theo cái mép tán của cái cây. Đó, anh em nhìn thấy, và cái việc đụng chạm tới bộ rễ hầu như là rất ít. Chúng ta cần tránh cái việc đụng chạm tới bộ rễ của cây sầu riêng anh em ha. Đây. Chúng ta chỉ cần vét sơ sơ xung quanh. Còn nếu như chúng ta bỏ phân chuồng thì chúng ta có thể dùng cái sẻng hoặc là dùng cuốc, dùng chàng đào cái rãnh cách xa xa ra. Chúng ta có thể đào khoảng sâu khoảng cỡ 20 hoặc 30, rộng khoảng 20 hoặc 30, 40 gì đó. Và sau đó chúng ta lấp phân chuồng vô rồi chúng ta lấp đất lại. Còn mình thì mình sẽ dùng cách khác, do cái đất của mình là sùng rất là nhiều. Còn cái việc sử dụng phân hóa, cái mình sử dụng thuốc hóa học á, mình hạn chế. Cho nên là mình sẽ sử dụng cái cách riêng của mình. Đó là một số bạn hay bảo là phân đam khoa học ấy. Ok, chấp nhận luôn. Thì hôm nay là mình sẽ, hôm qua mình vừa mới làm xong cái bồn. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành mình bỏ một số loại hữu cơ mình đậu. Ok anh em ha. Lát nữa chúng ta sẽ gặp lại. Thì hôm nay mình sẽ đi hốt. Hốt xong mình bỏ xong mình sẽ quay lại cho anh em xem tiếp ha. Ok, cảm ơn anh em.